Dạ. Thế có hạn nó không không? Nào, đấy. Bố nào? Này cứ mùng 2 tháng 9 mà tuần nào nó cũng mùng 2 tháng 9 thì nhạt lắm. Điên là ngày nhéo là hôm nay toàn ngày nào mùng 2 tháng 9 đúng không? Bây giờ có bếp rồi thì ngày nào mùng 2 tháng 9 nhỉ? Khấn đi rồi, đánh lòi. Nào, chúc mừng Quốc Khánh nhá. Đâu này chú bác ấy. Này Quốc Khánh. Nếu mà đánh ấy đi. Đánh nôn thì đánh 2 tháng 9. Ngay cho đánh đè thì nó đúng. Đấy. Thì chó chợ đồn nhá. Mà đừng lên đấy chứ thì bảo nó bắt được gì. Quay cái thằng nào quay cũng được, lên thì cả nhân tinh. Bỏ rồi cả ăn đéo bỏ. Chín chưa? Chín rồi. Mềm luôn. Thế con chó này mình mua đúng con chó mềm, mình chỉ mua nấu lẩu này, gặp con chó dai thì khốn nạn. Tôi phải mua thêm ấy. Chó này đúng là chung, đúng là chung, khổ phết đấy. Nhà. Chấm mua đi. Đáng lẽ bình thường mình ăn mình phải chấm mắm tôm đúng không? Là nó mới vừa đúng không? Chứ bây giờ mà chó này mà mặn phát ở trong nồi dầu là hỏng ngay. Nồi hỏng ngay. Nếu mà đượm miếng thịt chó là cái nước không thể nhắm được. Anh nhận em ạ. Để mà cái miếng thịt nó đượm thì cái nồi nước lại mặn. Anh nghe cho em một cái thố nhỏ ạ. Để làm gì? Cái túi bóng nhỏ đang trong. Ô, chai đâu lại hôm nay ít vậy? Đang một chai. Ô, chai. Vẫn khỏe ăn. Bao nhiêu đồ ăn? Lắm ăn cho nó hết đi. Hôm qua còn đang yếu. Đưa cái ni lông cho anh đi. Ô, cái này không vứt đi nữa. Quảng chưa tỉnh nhỉ? Kìa. À, đưa cái túi đá cho Huy đi. Túi đá đâu à? Nó định thì nó như là cái túi đá vừa túi kia đấy, nên chúng ta được cho ít một không cần đấy, nên cho vào bật tô ấy kia đồ tô rượu đấy, rượu đấy, bát rượu đấy, đây để hẳn này vào tát rượu quá, không rò nó rò không được đâu, không rò không bỏ phải rồi, bây giờ là cho rau má vào được rồi đấy, đổ ra cái bát rau đây, rau đây nghe không, đang đắng các thứ mới hết vào đây. Măng ăn nó mát mắt mồm. Chưa, măng chưa chín đâu. Măng cứ để thẳng. Thì chó uống bia nhá. Được. Quay này. Quay thì chó